Thì theo quan sát của tôi thấy có một vị khách người nước ngoài đang hiện diện tại đêm giao lưu và có vẻ không biết là ông có hiểu tiếng Việt không nhưng rất chăm chú với các tiết mục. Ok, Mr. Art, please you come in here sometime. Tôi xin phép được mời ông lên sân khấu và hỏi ông về cảm nghĩ của ông về con người cũng như cái Tết của đất nước Việt Nam ta. Và tôi cũng không biết là ông đến từ đất nước nào, nhưng tôi thấy ông có thể nói được tiếng Anh. Hello. Okay. Excuse me. What's your name? Hans from Germany. Mr. Sam. Okay. Ông nói rằng ông tên là Arms. Một tràng tay thật lớn đúng quý vị để dành chào đón Mr. Arms. Oh, Nick, you are very tall, so I am very short. Yeah, excuse me, where are you from? I'm from Germany, Munich, Germany. Kính thưa quý vị, ông đến từ đất nước Đức ạ. Ông là người Đức nhưng ông này có thể nói tiếng Anh rất là tốt. You are from Germany, so why? You can speak English very well. Yeah, my job demands it, you know. It's important for my job. I'm an engineer, yeah. I have to speak English, you know. Technical things, you know, negotiations, things like that. Today, I and everyone very happy because you in here. So I want to ask you, what do you think about Tết in Vietnam? Oh, it's a great thing, you know. People, us, you know, hospitality is great in Vietnam, especially at Tết. It's just fantastic, you know. You are invited everywhere. Just come on, you know, join us. That's what I like about it. Thank you so much. Ông nói rằng là cái Tết ở Việt Nam là cái Tết rất là đầm ấm và đoàn kết, yêu thương. Ông cảm nhận được cái sự gắn bó của tất cả mọi người, của con người với con người. Xin được một tràng tay của quý vị dành cho ông ạ. And what do you think about Vietnamese? Oh, very, very nice people. What I mentioned already, you know, after it's hospitality, you know, they are so welcoming. For me, it's like a coming home. When I come to Vietnam, it's like coming home for me. Oh, thank you so much. And what do you think about MC today? About me? Yeah, it's just great. You know, it's a fantastic performance. So I did like it. I loved it. Thưa quý vị, tôi có hỏi ông là suy nghĩ của ông như thế nào? Ông nghĩ như thế nào về con người của Việt Nam, của đất nước Việt Nam? Thì ông nói rằng là con người của Việt Nam chúng ta là rất là thân thiện, rất là gắn bó và yêu thương. Ông đã đến với Việt Nam và ông cảm nhận được rằng đây như là một ngôi nhà của ông, một ngôi nhà thứ hai. Và tôi có vui hỏi ông rằng ông có cảm nghĩ như thế nào về MC bên cạnh mình? Thì ông nói rằng là today, what do you think about MC? Yeah, it's just beautiful, so I didn't understand the question. Thank you so much. Tất nhiên rồi, một lời khen ngợi của ông rằng MC rất là xinh đẹp và năng động trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một tràng tay của quý vị dành cho những nhận xét rất tuyệt vời của ông về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Everyone today, thank you so much and happy new year for you and for your family. Okay, happy new year. Thank you so much because you come in here. Yeah. Okay, okay. Okay, thank you so much. For me. Không biết được rằng có phải mang để tặng tôi hay không. Ông có ôm bó hoa lên đây nhưng mà ông cũng không biết được rằng có phải là để tặng tôi không. For me. Vâng ạ, một bó hoa tặng nhưng mà lại phải có người chỉ đạo ở bên dưới. I just heard it's for you. Okay, thank you so much. I'm very happy. Kính thưa quý vị, tôi có gửi lời cảm ơn ông, gửi lời tất cả quý vị đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay, gửi lời chúc mừng năm mới tới cho ông và gia đình của ông. Sau đó thì ông cũng có gửi lời cảm ơn và hẹn lại tất cả quý vị trong chương trình buổi sáng ngày mai. Và chắc chắn rằng sáng mai chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau. Kính thưa quý vị, chương trình đêm giao lưu văn nghệ sẽ tiếp tục với một màn biểu diễn của DJ.